Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, vận số lên hương, giàu có rủng rỉnh, tiền vàng ngập két năm 2023. Kỷ Tỵ cung cấn tốt thay, văn chương ham học an nhàn tấm thân, thu đông sanh thuận tăng phần, hè thu lỗi số thăng trầm nhiều phen, loại sinh cực nhọc nên đành khổ thân, số người chết hụt mấy lần, quý nhân độ mạng mới hòng khỏi huy, có tài mua bán đua chen, bạc tiền sớm tạo đâu hèn kém ai, trung thời vận số đổi thay, nửa đường gãy gánh gặp may xứ người, chung tay lập lại cuộc đời, hậu vận mới có cơ ngơi huy hoàng, hạn xưa vất vả long đong, tới hồi vận cuối mới mong thạnh hưng, cuộc đời có lắm cát tường, không thì vất vả chịu đường linh đình, tạo nên gia nghiệp sau này, nhờ trời Phật độ có ngày làm nên. Quý vị thân mến, ngày nay, việc xem tử vi số mệnh dần trở thành truyền thống và thói quen của nhiều người. Đây là việc rất quan trọng, là tiền đề để bạn xây dựng những kế hoạch, những dự định trong tương lai. Thông qua kết quả lá số tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2023 cho thấy, cuộc đời người tuổi này được chia làm hai kiểu người. Một người sinh nhằm tháng tốt sẽ có số kiếp phú quý giàu sang, tiền bạc dồi dào, mỗi năm lại thêm 10 phần giàu có. Kiểu người thứ hai được trời sinh nhằm ngày tháng chưa đẹp, tài kiếp liên miên, phải sớm có cách hóa giải vận hạn, mới mong số kiếp được khai thông, tiền bạc mới được giữ lại, nếu không sẽ vô cùng cực khổ, túng thiếu, thậm chí là nợ nần, đói nghèo. Vậy tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 sẽ ra sao? May mắn giàu có hay vận hạn thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nhâm Dần 2022 với tuổi Kỷ Tỵ là một năm vận trình hình hại thái tuế, sẽ ảnh hưởng mạnh tới vận trình của những năm người tuổi Kỷ Tỵ này, khiến cho đường tài lộc hay các mối quan hệ xã giao tình cảm bị ảnh hưởng, thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Tuy nhiên, vận xui xẻo khó khăn đã kết thúc ở năm 2022 và khi bước sang năm Quý Mão 2023 là một năm được đánh giá là thuận lợi đối với người tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tương sinh cùng cát tinh trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, đường số sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn, tài lộc từ đó bùng nổ hanh thông, cuộc sống của bản mệnh Kỷ Tỵ sẽ trở nên tươi sáng tuyệt vời hơn rất nhiều. Để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi năm Quý Mão 2023 của những người tuổi Kỷ Tỵ 1989, xin mời anh chị cùng kênh Lộc Phát Tử Vi đón xem lá số của bản mệnh gồm có gì nhé. 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tử vi chi tiết theo sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên, tuổi âm của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2023. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong năm 2023, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Kỷ Tỵ sinh năm 1989. 4. Luận hung cát 12 tháng của người tuổi Kỷ Tỵ 1989. 5. Tổng kết tử vi và cách hóa giải vận xui của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2023, chi tiết như sau. Kỷ Tỵ 1989 hay còn được gọi là Phúc Khí Chi Xà, con rắn của sự phúc khí. Năm sinh dương lịch, từ mùng 6 tháng 2 năm 1989 đến 26 tháng 1 năm 1990, cung cấn, trực khai, mạng đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế, thương mạng, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng, thiên can kỷ, tương hợp giáp, tương hình quý, ất, địa chi, tỵ, tam hợp tỵ, dậu sửu, tứ hành xung, dần thân, tỵ hợi. Kỷ Tỵ 1989 luận rằng trời sinh tuổi Kỷ Tỵ là những người có số mệnh phú quý, tuy nhiên họ lại không hề dễ dàng đạt được những điều đó. Cuộc đời của Kỷ Tỵ gặp lắm thương đau và tiền vận, sống bôn ba tự lập từ tuổi nhỏ. Nhưng bắt đầu từ 38 tuổi trở đi thì vận may của họ cũng sẽ bắt đầu mỉm cười với những con người cầm tinh con rắn. Cuộc sống có phần sung túc sau một thời gian trong cuộc đời chịu nhiều bất hạnh nặng nề. Trung vận, sự nghiệp lên cao, càng lớn tuổi phúc lộc càng nhiều, làm ăn phát đạt, gia đình ấm êm, tuổi già an nhàn sung túc. Kỷ Tỵ với nạp âm hành mộc do can kỷ thổ kép với chi tỵ hỏa, hỏa sinh nhập thổ bằng chi sinh can, thuộc lứa tuổi đời dễ có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại, từ tiền vận đến trung vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng.
Vì nạp âm khắc can nên vài năm cuối hậu vận cũng có vài chuyện không xương ý tội lòng. Kỷ Tỵ thuộc mẫu người phúc hậu trực tính, cẩn thận chu đáo mẫu mực kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão lý tưởng là đặc tính của can kỷ. Song xen lẫn tính chất của chi tỵ, cầm tinh con rắn nên đa nghi thường xuyên đề phòng quá cẩn thận, đôi khi không cần thiết. Thích hoạt động riêng lẻ một mình để có thể chiếm vị trí quan trọng độc nhất. Mẫu người có thiên tư về triết lý nghị luận sắc bén, thích sống cuộc đời độc lập, không muốn lệ thuộc vào người khác, do đó thường cô đơn trong hành động. Một số ít nhân hậu có lòng với mọi người, nhất là bạn bè, thích sống hòa hợp với tinh thần cộng đồng cao, nên được mọi người chung quanh mến mộ. Sinh vào mùa xuân hay đông là thuận mùa sinh, mùa thu ít thuận lợi. Nếu mệnh đắng tại thân, dậu, thuở thiếu thời vất vả, nếu sinh giờ tỵ, sau khi lập gia đình trở nên giàu có danh vọng, nữ mệnh đắng tại ngọ nổi danh tài sắc và giàu có. Kỷ Tỵ 1989 là con rắn của sự may mắn, thông minh lanh lợi, có công danh, có gia đình ấm êm, trai có duyên được cả danh lẫn lợi, gái có số được đầy đủ hiền lương. Tuy là con rắn của sự may mắn trong bản tên có chữ phúc khí, nhưng thực tế bản mệnh của Kỷ Tỵ lại ẩn tàng số mệnh vất vả hơn so với rất nhiều bản mệnh khác. Đôi khi, họ sẽ có cảm giác có tài nhưng chưa gặp thời, có trí nhưng chưa gặp vận, có nỗ lực nhưng cứ mãi mệt mỏi lao đao. 2. Chi tiết tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm 2023. Thứ nhất, xem tử vi Kỷ Tỵ năm 2023 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, kỷ gặp thổ quý thủy bình thường, công việc theo lề cũ mà làm cũng ổn định, tiền bạc đủ tiêu xài nhưng không quá dư giả. Xét về địa chi, tỵ gặp mão bình hòa, công việc làm ăn không thay đổi nhiều, tiền bạc thu chi cân đối, kiếm được tiêu cũng nhiều. Xét về ngũ hành, Kỷ Tỵ mệnh mộc gặp nam kim bị khắc chế, tư tưởng có xu hướng thay đổi, dễ bất mãn với thực tại, rồi sinh ra nóng nảy khó kiểm soát, công việc làm ăn gặp trục trặc, tự thân lo liệu, ít được nhờ cậy vào mọi người xung quanh. Tiểu kết, nhìn chung năm 2023 là một năm ổn định với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Bạn vẫn tiếp tục những kế hoạch làm ăn từ trước đó. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thì sẽ có đồng ra đồng vào, không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, bạn nên bình tĩnh hơn trong cách cư xử với mọi người xung quanh, chớ nên bất mãn rồi hành động nông nổi. Thứ hai, xét tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2023 theo sao hạn. Năm Quý Mão 2023, tuổi Kỷ Tỵ nam mạng gặp sao Thái Âm, nữ mạng gặp sao Thái Bạch. A. Sao Thái Âm. Sao Thái Âm trong tử vi thuộc âm thủy là chủ tinh giữa trời, chu tể của cung điện trạch, hóa khí gọi là phú hay máu tinh. Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc, đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn, có thể lập gia đình. Với nữ mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Người làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt chặt tay chọn giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Sao Thái Âm thuộc hành thủy tinh túy của nước là các tinh trong tròm trung thiên đầu. Vì sao Thái Âm thuộc hành thủy nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thái Âm kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu và màu thuộc hành mộc là xanh lá. Sao Thái Âm hợp với các màu thuộc hành kim là trắng, vàng, ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Sao Thái Âm hợp nhất là tháng 9 âm lịch, đương số gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản phong thịnh. Sao Thái Âm kỵ nhất vào tháng 11, vì đây là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám mà sau này thuộc hành thủy, nên khi thủy khí cực vượng dẫn đến tâm lý con người có sự biến đổi, sống nội tâm suy nghĩ nhiều hay u buồn lo lắng trầm cảm. B. Sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh mẽ nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Trầu Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn. Sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền, dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì cần phải thật khiêm tốn nhún nhường sẽ có lợi hơn. Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, Kim Tinh Bạch Hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây. Cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bị ai tăng khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện âm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo niên hạn năm Quý Mão 2023, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nam mạng gặp hạn Diêm Vương, nữ mạng gặp hạn Thiên La. A. Hạn Diêm Vương. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn, thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ mạng vong. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng. Nhiều ghi chép về hạn Diêm Vương, hạn này, người phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng nặng nề thì những người đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh. Những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh, đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng. Về Trầu Diêm Vương, đối với những người khác khi hạp gạn này thì may mắn hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. B. Hạn Thiên La. Nếu gặp hạn Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, trở nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể, bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các cảm giác, chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xuyên xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy với được hạnh phúc. Hạn Thiên La là một hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp hạn năm Thiên La, sức khỏe, tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La trong môn tử vi đậu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung thìn cùng với địa võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và pháp luật. Lội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí là phải chịu mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiểu kết, người tuổi này có thể được quý nhân giúp đỡ trong năm 2023, vì thế cần chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể nắm bắt cơ hội bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bản mệnh trở nên quá tham lam hoặc dễ tin người, kẻo vướng vào chuyện thị phi, thậm chí làm ăn mắc oán. Vấn đề sức khỏe cũng cần được quan tâm hơn, đặc biệt là những người thường xuyên đi lại.
Thứ ba, vận niên năm 2023 của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm Quý Mão 2023 tuổi Kỷ Tỵ gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Thỏ Lộng Nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào, nhiều công việc trước đây bị bế tắc. Đến nay, tự nhiên bản mệnh gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ, thi cử dễ dàng đạt khoa bảng, việc xin hoặc là thay đổi công tác thì bản mệnh nên nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm này, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2023 tuổi Âm. Gặp hạn Kim Lâu trong năm 2023, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 hạn chế khởi đại sự, tỷ lệ thành công không cao nên vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm và chờ đợi thời cơ, hạn chế hùn hạp vốn liếng để làm ăn, kẻo khó thu hồi vốn. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2023 của tuổi Kỷ Tỵ. So với tử vi Kỷ Tỵ năm 2022, vận khí người tuổi Kỷ Tỵ năm Quý Mão 2023 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Dựa trên mối tương quan về can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên Quý Mão, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Kỷ Tỵ trong năm mới chi tiết như sau. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Kỷ Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế. Sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng sức hết mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên, vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý trong năm Quý Mão, thiên can Quý Thủy xuất hiện thiên quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng. Để bảo vệ thành quả của mình tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tai bay vạ gió, thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó trong năm này, nếu Tỵ mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Tử vi năm 2023 nhận định về phương diện tài lộc tài chính của người tuổi Kỷ Tỵ, nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn sẽ có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không dám nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh. Nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo,
những người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thật thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt được hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm nay, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động của thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. 2023 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của tỷ, thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này còn có thể đối mặt với đổ vỡ chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng hai đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu, dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi, chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng được khơi mào những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến cho đôi bên chịu khó ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình. Lại thêm hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến dù trong năm bản mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tự tin, tin tưởng vào những người xung quanh, nhất là các đối tượng khác giới. Từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập, phiền muộn, nhân duyên chưa kịp nở đã tàn. Nhìn chung những trục trặc ở phương diện tình cảm trong năm Quý Mão 2023 này của tuổi Kỷ Tỵ đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Sau đó bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren. Tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất có thể mới bền vững lâu dài. Bước sang năm 2023, tuổi Kỷ Tỵ bị hung tinh tang môn thiên cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay là thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh khỏi những bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức khỏe ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây cản trở trở lực sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp kỷ tục pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi lo phiền dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, tuổi Kỷ Tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè người thân, không phải việc gì cũng giữ gìn trong lòng, rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng trọng bệnh, ốm đau. Con giáp này, ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể của người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. 4. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của người tuổi Kỷ Tỵ. Tháng mở đầu năm Quý Mão được cho là khá thuận lợi với người tuổi Kỷ Tỵ ở các phương diện kiểm tra, đánh giá sự nghiệp, xin việc. Bản mệnh có sự đồng hành của quý nhân cho những việc bản thân mưu cầu, đạt được chứng chỉ năng lực cần thiết và được đánh giá là những chuyên môn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cần có sự kiên nhẫn hơn nữa khi giao tiếp, không nên nóng nảy kẻo vướng họa thị phi hoặc quá trình mưu sự cần thêm khúc chiết. Ngoài ra, trạng thái tinh thần đôi khi bị ức chế dẫn tới sự suy nghĩ bế tắc, tự mua dây buộc mình, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi sự bảo thủ của mình, con giáp này nên chú ý hơn. Tháng 2 năm 2023 này, vận trình của người tuổi Kỷ Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước đó. Bạn vẫn có sự đồng hành của quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn. Tranh thủ thời điểm này, bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ. Tháng này cũng nhắc nhở tuổi Kỷ Tỵ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng. Sức khỏe cần được quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau.
Tháng 3 âm lịch, áp lực công việc sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tháng này, đòi hỏi tỵ phải có tâm lý vững vàng để vượt qua mọi sóng gió. Bạn có thể sẽ không thoải mái với những quy định luật lệ đặt ra sẵn, dễ có tâm lý phản kháng hay lách luật để làm theo ý mình. Tuy nhiên, sự tùy hứng đó có thể đem lại cho bạn nhiều rắc rối hơn bạn nghĩ. Tháng này thuận lợi cho việc học hành và đạo đức đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ. Song, bạn dễ nản chí vì thiếu hứng thú động lực học tập, có thể khiến cho thành tích sụt giảm đôi chút. Đồng thời, hung tinh chiếu mệnh cũng gây ra những vấn đề bất lợi về sức khỏe như chấn thương, tai nạn, va chạm. Bạn nên chú ý giữ an toàn. Tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Tỵ được cải thiện đáng kể trong tháng này. Bản thân con giáp này sẽ chiếm được thế chủ động, tạo được lợi thế cạnh tranh. Vậy nên nhất định phải tận dụng cơ hội lần này. Đối thủ có thể sẽ gây ra một vài chiêu trò hòng vượt qua bạn. Tuy mức độ ảnh hưởng không quá lớn, nhưng bạn vẫn nên đề phòng, kẻo vượt khỏi tầm kiểm soát. Về sức khỏe, với những người hút thuốc lâu năm, có thể đối mặt với một số bệnh về đường hô hấp, nên thăm khám sức khỏe đều đặn để phát hiện sớm. Tháng 5 âm lịch, công việc của Tỵ không có nhiều biến động trong tháng này, mọi thứ phát triển đều đều, ít sự đột phá, nhưng cũng không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ nơi công sở cần có sự vun vén để duy trì môi trường làm việc hài hòa, chớ nên tự tách biệt khỏi tập thể. Về phương diện tình cảm, đào hoa chiếu mệnh khiến người độc thân có thể sinh cảm giác rung động, cảm nắng nhanh chóng đối với những đối tượng mới gặp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên dùng tới cả lý trí, chớ nên chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân, nếu không rất dễ chuốc lấy tổn thương. Bước sang tháng 6 năm 2022, người tuổi Kỷ Tỵ đau đầu với những thăng trầm trong sự nghiệp, mặt tích cực là bản mệnh có thể nhận được một số cơ hội hợp tác, đồng thời có lợi cho việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn, từ đó đường thăng tiến rộng mở hơn. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng, nhiều việc phải một mình đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của người khác. Ai cũng muốn giành phần lợi về phía mình, bạn không nên quá dựa dẫm vào phía ai đó. Khả năng làm việc độc lập cần được phát huy trong tháng này. Ngoài ra, bạn nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc với cấp trên để không xảy ra xung đột không đáng có. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong các vấn đề tài chính trong tháng này. Các dự án ký kết hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ cũng thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Vấn đề thuế, sổ sách hạch toán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót cá nhân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Tháng này cũng rất tốt cho người độc thân trong việc tìm kiếm một nửa ưng ý. Bạn có sự duyên dáng trong xã giao, dễ gặp được người khác phái, có thiện cảm với nhau, mối quan hệ phát triển khá nhanh chóng. Tháng 8 âm lịch, đây sẽ là tháng mà tuổi Kỷ Tỵ có nhiều thu hoạch từ những nỗ lực trước đó của mình, các khoản thu lớn nhỏ đến từ nhiều nguồn. Quan trọng là bạn cần phải có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Một số người tuổi Kỷ Tỵ có thể tiến hành sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị nội thất trong tháng này nên phải tiêu tốn một khoản không nhỏ. Sự nghiệp ổn định, tuy chưa có sự đột phá nhưng bạn cũng không quá gấp gáp. Đây được coi là giai đoạn bình ổn với con giáp này, bạn cũng chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định. Sẽ không vì nóng vội nhất thời mà để công sức bấy lâu đổ sông đổ biển. Trong tháng 9, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ trong cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Với những người chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ bạn, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng, bạn cũng không cần phải cố gắng giao thiệp quá sâu. Tình hình công việc không có biến động lớn, nhưng lúc nào con giáp này cũng có cảm giác làm nhiều mà hưởng ít. Thời gian này nên sắp xếp công việc để điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi lối tư duy nếu cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt, không cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã chọn hoặc đã làm. Nhìn chung, tài vận ổn định, các khoản thu chi cân bằng, người nào xông xáo làm ăn sẽ có nhiều khoản thu hơn về người làm công ăn lương. Tháng 10 của tuổi Kỷ Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự, cũng như dù có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để bạn có thể giành được điều mà mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và hệ thống lại, tốt hơn nên thay đổi cách thức làm việc mà làm được điều đó trước tiên bạn hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của mình. Tài vận cũng có hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại phải thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng.
Tháng này cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Về bản thân cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Tháng 11 âm lịch, khối lượng công việc của tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong tháng 11 năm 2023 này. Áp lực tinh thần kèm theo là điều không thể thiếu. Bản mệnh cũng thường phải tự thân vận động, chống chọi với tất cả, chứ ít ai được ai đó đứng ra đồng hành. Nhưng yên tâm, khó khăn hay là thách thức trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Một khi đã vượt qua được, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, bản lĩnh được rèn giũa rất hữu ích cho tương lai. Đầu tư trong thời điểm này cũng không quá mạo hiểm, nhưng vẫn nên có tính toán thận trọng, chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời mà đổ quá nhiều vốn. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, người tuổi Kỷ Tỵ có hung cát đan xen. Nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều, công việc tiến hành đều đặn. Có đi đến kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả không thực sự tốt như mong đợi. Tuy nhiên, với những người có tham vọng lớn, sự ổn định hiện tại đồng nghĩa đi xuống, bạn sẽ không còn quá thích điều này và có tâm lý muốn thay đổi hiện trạng nhanh chóng. Tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm, bạn cũng không nên quá vội vã, việc gì cũng cần quá trình nên dành thời gian quan sát biến động thị trường nhiều hơn. Đặc biệt chi tiêu trong tháng không hề ít. Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của bạn nên không phải quá bất ngờ. 5. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm Quý Mão 2023. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ ràng hơn hẳn so với năm ngoái. Dẫu vẫn còn không ít những trở ngại hoặc thời điểm sụt giảm cát khí, nhưng nhìn chung, tài vận xuyên suốt năm khá hanh thông, là cơ hội tốt cho những ai thực sự kiên định với mục tiêu đã đề ra. Bản tính người tuổi Kỷ Tỵ khá ngạo mạn và cố chấp, đó chính là rào cản đường số tiến tới thành công rực rỡ. Nếu không biết cách kiểm soát, bạn sẽ rất dễ tự đạp đổ chén cơm của mình. Những cơ hội phát triển bản thân, đổi vận hành thông cũng từ đó mà bay biến. Theo đó, hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân thật tốt, đừng để sự xảy ra rồi mới lại nói lời tiếc nuối. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2023 cho tuổi Kỷ Tỵ theo từng phương diện. Về công việc, trong năm có quý nhân khá vượng. Người cầm tinh con rắn nên cố gắng mở rộng các mối quan hệ. Sự tương trợ từ những người xung quanh sẽ giúp cho bạn dễ dàng hóa giải các khó khăn, nhất là những lúc thị phi bủa vây. Về tiền bạc, rất đáng để bỏ tiền xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, cơ hội tốt đến từ chính điều này. Có tiền đừng để nằm im, nên khai thác thêm kênh đầu tư mới, có như thế tiền mới đẻ ra tiền. Về tình cảm, năm mà đào hoa vận kém sắc, tốt hơn hết, bạn nên tập trung vào phát triển bản thân và công việc. Hữu xạ, tự thiên hương, hãy tỏa sáng theo cách mà bạn muốn, nhân duyên cát lành rồi cũng sẽ tới thôi. Về sức khỏe, để tránh tai nạn bất ngờ hay họa huyết quang, tuổi Kỷ Tỵ có thể hiến máu nhân đạo, phóng sinh để ứng trước hạn. Ngoài ra, để hóa giải vận xấu, quý bạn tuổi Kỷ Tỵ nên khởi tâm làm việc nhiều việc thiện, đồng thời có thể tham khảo cách như dâng sao cúng hạn trong đầu năm, sử dụng một số vật phẩm phong thủy mang theo bên mình hoặc đặt tại nơi làm việc, tất cả đều có tác dụng trợ vận rất hữu hiệu. Hãy thử thay đổi và cảm nhận nhé! Trên đây, Lộc Phát Tử Vi đã cung cấp toàn bộ những thông tin về tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2023. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn và người thân trong gia đình. Chúc bạn năm mới ngập tràn niềm vui, đong đầy cảm xúc.